Chú ba cho con xin phép hỏi cho huynh đệ đồng đạo cũng như là cái câu hỏi là thầy chừng nào về, mà về ở đâu, mà già hay trẻ hả chú ba? Bây giờ nói chung chú Cường có hỏi này thì xưa rồi, tôi thấy trên cộng đồng mạng có nhiều cái clip ông này ông kia nói đó, nói nay thầy chịu lệnh về Tây tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua, mà ngày của Phật này mình cũng không hiểu được. Hay hoặc giả là cái sự đi của ngài đó, trong cái bài từ giả bổn đạo dặn dò ông đạo ngài nói ít lâu ta cũng trở về, nhắn cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, tùy lòng chớ có núng nao. Nhưng mà ngài nói từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Bây giờ cái thiên cơ này đó, tôi nói với quý vị đó, bây giờ mình tìm hiểu ngài đức thầy về đó thì đó là cái sự mong muốn của tín đồ. Nhưng mà ví dụ một người nó có tinh thần muốn trông thầy về mà cái sự tu của mình không giữ đúng theo lời ngài đó ha, thì đợi ngài về ngài trị tội mình. Trong thầy về rồi sao lãng lòng, không thấy gì hết trơn đó. Rồi bàn thông thiên vắng hương nồng, lư hương lũng xét bàn trồng ngã nghiêng, nhện văn bụi đóng sằn xiên, sớm buồn không nước, chiều phiền không hương. Nhiều nhà nhìn thấy mà thương, chỉ ngồi sai em nhỏ đốt hương sớm chiều thôi. Nhìn qua cảnh huống điều hiu thì như vậy là cái sự tu mà nó không có đặt, mà mong đức thầy về. Cho nên bây giờ đây thiên cơ, mặc dù quý quyển nhì đức thầy viết văn, đức thầy nó diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn cho trần hạ từ nơi lao lý. Nhưng mà đức thầy mình là một cái vị Phật, nhưng mà ngài giao cảm với mình những câu gì nè. Ngài nói tuy là hữu ảnh vô hình, chế dân lòng tưởng sân tình cũng đáo lai. Bây giờ đó ngài nói đó ha, đây là ngài thanh sĩ giải lại. Mặc dù đức thầy chúng ta xa cách, chứ ở nhà thì chúng ta làm gì đức thầy đều biết hết. Bởi vì tôi nói quý vị, Phật là thiên thủ thiên nhãn, nó tới ngàn tai ngàn mắt lịch, sự thấy sự nghe của các ngài đó ha, nó siêu màu cái nó còn hơn cái tổng đài viễn thông quý vị. Quý vị xài mấy cái điện thoại này viễn thông quý vị thấy đó, ở đài nó nhiều khi nó đông nó còn ngán mạch ha. Còn cái hệ thống của Phật này là tôi nói quý vị, một cọng tóc nó không xê dịch luôn, phải mình phải tin tưởng vậy đó. Bởi vì cho nên là đức thầy chúng ta dạy nè, khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền dạy đạo làm người, tức là Khổng Tử và Mạnh Tử đó quý vị. Mấy vị này bên Tàu mà tuổi của các ngài là 1.000 mấy trăm tuổi hết rồi, mình thì hiểu nó nôm na vậy. Cho nên đức thầy chỉ mình nghe theo các ngài, thì các ngài viết cái quyển Minh Tâm Bửu Giám, đó là những lời vàng tiếng ngọc cho những ai là nhìn vào đó để đối nhân xử thế thì cuộc đời sống sẽ hạnh phúc. Còn bây giờ quý vị hỏi, cũng như nhiều người hỏi bây giờ đức thầy chừng nào về, thì bây giờ là thầy có nói trong chuyện bên thầy với ông Út Quốc đó, là chú bà con của thầy đó, thầy nói một thời gian đây ông thấy gì chứ tôi đi vắng mặt rồi không ai biết tôi ở đâu hết, nhưng mà khi tôi về đó thì ở nhà mà chết chôn không kịp tôi mới về đó. Quý vị thấy cái câu này đức thầy trả lời ông Út Quốc đây, bây giờ cái chuyện thiên cơ này đó, tôi thấy cái chú mà mập mập ngồi với Quốc Tạo đó cũng nói là vậy đó, chừng nào mà thầy về không kịp, chết chứ không kịp thầy mới về. Còn bây giờ nói thầy về Đồng Tháp, thầy về Cao Lãnh, thầy về Châu Đốc, về đâu là quan đường không à. Bây giờ đức thầy có nói trong cái bài dặn dò bổn đạo hay bài từ giả đạo vậy nè, hay là cái bài dường như là từ giả là nhân nghĩa, thầy nói chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tục phủ che. Quý vị thấy hai câu này nó cũng là cái câu trước thì cũng dễ, gia là nhà, trung là giữa, ngày về nhà là cũng như là về giữa nhà, thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Thì thấy bổn đạo đó, nếu mà mình là người tu đó ha, thì mình đó là nữa, mình gặp đức thầy về cũng như giữa trưa trời nắng đó mấy chú, mà mình ở dưới một cái cây tùng nó lớn, nó có cái tàn lớn đó, là nó sẽ mát, là nó đâu có nắng đợt gì. Thì bây giờ cũng như ý đức thầy nói hai câu đó đó, mình nghe thời đề đức thầy chỉ dạy thì chừng mà đức thầy về đó ha, thì đức thầy thấy chứng minh cho mình đạo quả mình viên mãn.
mình thành công. Còn bây giờ mình trong thầy dạy mà mình không có coi theo lời của ngài chỉ dạy, mà mình cứ làm theo mình tưởng đâu mình có ăn chay cúng lại niệm Phật mình đắc đạo. Đôi khi cái điều này xin lỗi với cộng đồng mạng là sai lầm. Hay hoặc giả là bây giờ là có làm xã hội, làm từ thiện nó chứng đắc đạo sao? Nhưng mà ngoài ra nè, mình đối cảnh đó, cái tâm mình vọng, mình gây ra cái nhân, cái ngã, cái ghét, cái thương đủ thứ hết rồi. Thì cái điều này Đức Thầy có dạy rõ rồi. Ngài nói tâm trần tục, còn thân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Đó, bây giờ cộng đồng với mấy chú thấy đây chỉ hai câu này thôi. Bởi vì chữ nhân là người, chữ ngã là ta. Bởi vì Đức Phật đó là cũng có thần xưng vậy đó. Mà nếu mình còn so sánh cái hơn thua cao thấp là mình tu cách nào cũng không bao giờ giải thoát về được cực lạc hết, là phải bị luân hồi thôi. Nó cái điều này nó rất là rõ. Ông Thanh Sĩ có chuẩn xác nhiều câu lắm. Ngài nói á, ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp cũng khó siêu Phật đài. Hay hành đạo mà dứt được lòng dị ngã thì tất là chơn đạo cả nên ngay. Mà con ơi, lòng nhiễm trần ai, thường tình không thể một ngày dứt xong đâu. Nó cũng như là rừng hoang ngàn bụi bỏ lâu mà chỉ trong chớp mắt phá tan dễ vậy. Thấy không, cái tâm của mình nó quen cái xưa đó, cho nên phải thời gian nhiều ngày. Đức Thầy hàng ngày có dạy nè, chữ tu phải ráng miệt mài, đừng kể vắng dài mà đừng nể mau lâu đó. Nó cho nên bây giờ cái sự trong Đức Thầy về đó ha, thì cái điều này đó, mấy chú hỏi thì không bao giờ ai dám biết mà nói ngày giờ nào. Bây giờ cũng như Đức Thầy có nói nè, đến Thân Dậu thánh thần náo động, mà thảm cho trần nhà trống ruộng hoang. Mấy chú nghe mấy câu này mấy chú lạnh nè. Nó bây giờ mình nhìn cánh đồng mình lúa thóc còn, thì dân mình phồn thịnh. Nhưng mà hiện nay mấy chú thấy giữa mùa Covid này, bên Ấn Độ chết chôn không kịp. Có những cái clip đó, nó thả trôi sông hàng trăm ngàn xác. Thì có cái clip mà đăng lên thì chắc cộng đồng mạng ai cũng xem thấy à. Xác chết chôn không kịp, đốt không kịp, phải đem sấy khô. Đó, chính mắt tôi xem thấy rõ ràng đó. Người 50kg nó sấy khô rồi nó chở xe chưa tập đỏ lại 16 cái xác. Nó quăng xuống cái hầm, nó đào chừng 3 thước vuông chứ. Nó quăng một đợt là 16 cái xác. Mà cái thai cái xác 50kg nó sấy khô rồi đó, như con nhái nằm thẳng băng trừ vậy đó. Thì tôi đổ nó còn mười mấy ký à, cho nên đứng xe nó quăng xuống như quăng củi vậy đó. Đó, quý vị thấy rồi, hết sức là thảm thê đau xót không? Mắt nhìn ngoại quốc thảm thê. Thì bây giờ ở đây mình phải ráng mình tu. Mà bây giờ quý vị thấy đó, bây giờ đồng lúa mình còn như vậy là phì nhiêu là mình mừng nè. Mà tại sao Đức Thầy tiên đoán đến Thân Dậu thánh thần náo động, mà thảm cho trần nhà trống ruộng hoang? Mấy chú thấy đây là Đức Thầy tiên đi trước, mà chừng nào gặp cảnh này. Đây là cái điều mình đồng đạo cư sĩ tại gia hay là tu sĩ gì phải ráng quan tâm mà phải ráng tu. Tu như thế nào nó bao nhiêu công đức của mình nó thừa, mấy sau này mình nó chống chọi với cái nạn đó mới được. Bởi vì bây giờ Đức Thầy có viết trong quyển tư nó rất rõ ràng nè. Ngài nó khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu mà núi xương tha thiết. Quý vị thấy cái điều này đó, nó hết sức là khủng khiếp ha. Nó, hồi đó giờ mấy ông thấy đâu có, mà bây giờ sao Đức Quỳnh với Vũ ngày nói như thế đó. Là vì bây giờ đây đó, sự hiểu biết của tôi như thế này nè. Sau khi cái bảy núi đó mà gần ngày đại hội Long Hoa rồi, cái phép màu của định luật tạo hóa cũng như phép màu của Phật, nó dỡ tung cái lớp đá ngoài của núi Cấm ra để trở thành cái thành vàng địa ngọc. Thì như vậy các nước nó mới vô, nó tranh hùng tranh bá đó. Quý vị thấy không, hiện nay cái biển Đông mình nè, cái Hoàng Sa, Trường Sa hoặc giả cái mỏ dầu ở biển Đông mình là bây giờ là rồi, dường như là tàu bè nó vàng ngoài khơi là nó dữ dằn lắm rồi, để thất hạm đội đồ nó có hết trơn đó. Nó bây giờ mình thấy cái chuyện vậy đó, mà ý cái thành vàng điện ngọc chưa có lộ. Mà nếu có thành vàng điện ngọc lộ đó, như Đức Thầy viết văn nè, Đức Thầy nói còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi. Đây là chiếu manh, nó không phải là cái manh chiếu manh, mà là cái viên ngọc hổ lư nằm trên cái cột cờ của cái thành vàng điện ngọc. Nó lúc đó đó, cái phép màu của Phật, cái viên ngọc nó của Phật, cho nên cái quả địa cầu mình tròn. Mà tại sao cái viên ngọc hổ lư đó là năm châu bốn biển nó nhìn thấy hết? Bởi vì đây là cái ánh sáng màu nhiệm của Phật, nó có cái quyền diệu sao nó mới nhìn thấy đó. Thành thử ra bây giờ mình phải ráng tu để tới đó mình chống chọi với bao nhiêu cái tai nạn khổ mà dòm thấy bay hồng nó. Cho nên á, Đức Thầy viết văn rất là
rất là rõ ràng, ngài chuẩn xác hết trơn, kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca. Còn bây giờ mình trong đức thầy về á thì không bao giờ mình hiểu được cái ngày nào về. Còn ngài có nói coi nhau thêm nè, chừng nào mới đặng thảnh thơi dậu Phật ra đời, thế giới bình yên, hay qua năm tức hợi Phật trời định phân. Bây giờ các ngài nói quý vị thấy đi, không bao giờ nói can nói chi chung vô là bể biết năm nào đấy. Nó ví dụ như nếu nói cái năm á là Tân Sửu là như năm nay, chữ Tân là can, chữ Sửu là chi đó. Ví dụ 12 con giáp đi trong 10 ất thì năm nay là năm Tân Sửu, nhưng mà ngài chỉ nói tức với hợi thôi, chứ không có nói cái can chi đó, thành ra đâu ai biết được đó. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy đi, lời Đức Thầy viết rất rõ ràng, ngài nói trong bài Viếng Làm Mỹ Đông như vậy nè: ngũ niên diễn lự cơ hạn, đến chừng quy phục hớn đàn mới yên. Tức là hớn đàn là chỉ cho đất nước Việt Nam của chúng ta là cái là con hồng cháu lạc mà tu tỉnh như thế nào. Mà lúc đó là đất nước của chúng ta là bảo giang thiên tử sức, bất chiến tự nhiên thành. Cái thành vàng địa ngọc có đó rồi, 18 nước lại nó tranh, nhưng mà Việt Nam mình là không đánh mà cũng thành công. Tại vì đây là cái thành vàng địa ngọc của đất nước Việt Nam, để cho thế giới sống đời thượng quân an lạc chiêm bái thôi, chứ không có riêng của nước nào mà để lấy xài được hết. Thành ra cái lòng người tham báo đây nó khổ. Mà Đức Thầy có nói đó, lui chân ra khỏi cho mau, tầm trong lánh độc tổ đào mới ngoan, theo ta đến chốn tiên bang để coi các nước hội hàng năm non đó. Rồi ngoài ra ngài có nói thêm nè: đời cùng tu gấp kịp thì, để xem báo ngọc ly kỳ năm non. Quý vị thấy coi như hết sức nhảy màu không? Nó cũng như chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy cái rặng núi đó, là quý vị thấy có lẽ là núi Ông Cấm phải không? Đó, rặng núi đừng thấy là núi Ông Cấm đó, nhiệm màu của năm non bảy núi đó, không phải đơn giản đâu. Đó, rồi bây giờ tôi nói ví dụ nè, tôi nhắc cái đoạn văn này ra quý vị thấy đi. Đây là một cái bài di ngôn của Đức Phật Thầy Tây An, nói về cái thành vàng. Quý vị là được tiếp nối. Thì như vậy là Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài mới nói á, bây giờ tại sao mà ngài nói cái câu mà rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần, ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng thì có thần độ cho. Thì quý vị thấy bây giờ dưới này mình bình thường mình chưa thấy con rắn nào bắp đùi đó, mình chỉ thấy con rắn cầm tay là nhiều khi mình cũng hết hồn rồi. Mà ngài từng nói là mãng xà rất to. À, nếu mà tới chừng đó, đó không biết chắc là nó biến đổi gen hay sao mà nó lớn như vậy, mà con rắn mà nó tha người ta được thì quý vị thấy con rắn đó nó đâu dưới 100-200 kg. Con rắn mà nó tha dương trần mà Đức Thầy tuyên bố như vậy thì quý vị thấy như thế nào? Bây giờ nếu mà mình không tu mà tới chừng đó mình gặp và mình đối đầu mình đâu được. Đức Thầy dạy rất rõ mà, Đức Thầy nói là ba gia hải ráng lo âu, để sao đối đầu chẳng đặng toàn thay. Đó là lời đây là nhắc lại trong quyển 1 mà khuyên người đời tu niệm, Đức Thầy nhắc đó quý vị. Nó cho nên bây giờ nếu ai mà nghe lời của Đức Thầy chỉ dạy thì hôm nay tôi nhắc ra đây, thì mình đáng cố gắng mình tu trì, làm lành lánh giữ, tu hiền cúng lại. Nếu ăn chay nè giữ giới được thì càng quý báu, còn không thì cũng 4 ngày chay 4 bữa, ấy là quy tắc của cái khùng chỉ dắt chúng sanh. Thì mình thấy cái điều này nè, nếu mà nói ra đây đó thì ngài Thanh Sĩ là đệ tử của Đức Quỳnh Giáo Chủ, ngài chuẩn xác 4 ngày chay và cách dạy tu nó rất là hài hòa, nó rất là tha thiết, nó rất là khích lệ tinh thần. Ngài nói buổi ban sơ chưa khuây diệt thế, không nên dùng kinh kệ khó khăn, chỉ khuyên một ít điều răn thôi, gồm thêm trai giới mỗi trăng 4 kỳ. Bởi vì trăng là tháng, nguyệt là trăng, mà trăng là một tháng. Đem giảng kệ của thầy con dạy, thường tới lui nhắc nhở người nghe, những điều nào họ còn mê, dùng lời dịu ngọt dỗ về khuyên lên. Họ chưa hiểu con cần giảng mãi, quên mỏi mê đừng nải công lao, nên làm cho họ khát khao, đừng làm cho kẻ ngán ngao nơi lòng. Phải cẩn thận từ trong lời nói, giúp cho người được khởi tâm lành, giúp người thêm mạnh đức tin, đừng làm cho họ lòng sinh nghi ngờ. Đến đâu cũng tỳ cơ quá độ, rung chuông lành thức dạ người mê, tay không màng tiếng khen chê, miễn lại dắt được người về nhà tu. Độ một người quầy đầu hướng thiện, công đức kia sông biển há bì,
con nên noi trí từ bi ra tay độ thế quản gì riêng thân. Quý đạo đức nhiều hơn quý của mà cứu người nguy vui bỏ mạng căn. Lòng nhân ấy có chi bằng muôn đời ai lại chẳng hằng noi theo. Đó, quý vị thấy đây là Đức Thầy chúng ta ngày thường cũng dạy hoài à. Ngài nói một cái bậc nào mà miệng nhích môi đầy văn tao nhã mà hạ bút thần mà thơ được tả đề khai, thì những cái bậc đó là những cái bậc gần như liễu đạo không đâu quý vị. Cho nên những cái lời ngài, các ngài dạy thì nó rất là chính xác, mình nghe theo thì mình sẽ hạnh phúc thôi đó. Còn bây giờ nếu mà nói như là chúng ta tu mà không đặt niềm tin sâu, không tìm hiểu kinh kệ của Phật thì cái niềm tin nó cạn. Tu mà lòng chẳng mạnh tin thì là khó giữ cho mình sạch trong. Ở đây là lời của một cái quyển kinh trong cái quyển Con Thiền Đại Đạo đó. Nếu tu mà lòng chẳng mạnh tin thì là khó giữ cho mình sạch trong. Cho nên nó là bao nhiêu là thời gian qua đó thì theo dõi với những cái bậc tu sĩ người ta đi trước rồi, người ta nói mình muốn tu hành cho chứng đắc trước hết phải nghe kinh kệ của Đức Phật, đặt được cái niềm tin, tức là trước phải tính nguyện hạnh. Tính là tin, nguyện phải tha thiết nguyện cầu, hạnh là cái hạnh kiểm hàng ngày, hạnh là hành là phải làm, phải thực hiện. Tin sâu, tha thiết, cầu nguyện và làm và hành, mà trong đó phải có bi trí dũng. Bây giờ bi là gì? Bi là từ bi. Trí là phải tâm đạo, trí đạo, trí linh mẫn nhìn xem các diện, đừng để cho lầm lạc nẻo tà. Dũng là phải dũng cảm, dũng cảm giúp thế độ đời mà không sợ hao tốn, không sợ cực nhọc cái thân của mình. Thì như vậy đó là hạnh Bồ Tát. Thì tính nguyện hạnh, bi trí dũng thì nó phải đi đến chân thiện mỹ, chân chánh của một cái đạo, chân lý của một đạo, chân thật của một việc làm. Rồi thiện là hiền, mỹ là đẹp đẽ. Thì nếu mà đi từng cái giai đoạn đó vậy đó, thì tính nguyện hạnh, bi trí dũng đi đến chân thiện mỹ, thì bắt đầu nó đi đến minh tâm kiến tánh để là đạt quả đạo. Cho nên là tôi cũng là thấy cũng như anh em đồng đạo, người ta đi trước lớn hơn mình, người ta nhắc nhở, thì hôm nay đây trong cái nhân dịp là chú Cường với chú Hiệp ghi âm thì tôi nhắc nhở lại như thế đó. Bây giờ còn ngoài ra đó, quý vị thấy đây Đức Quỳnh Giáo Chủ đó, ngày bao nhiêu dịch bệnh, bao nhiêu tai nạn mà Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài cũng có báo tin trước rồi. Trong cái quyển nhì đó thì ngài cũng có nói là đời tận thế mà còn lần lửa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Hay cái quyển tư là quyển giác mê tâm kệ, ngài cũng có dạy ngài tận thế gian còn có ra bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Chữ nhân là người, chữ đạo là đường, là đạo là nhân, đạo là cái đường lối chân chánh mà Đức Phật Đức Thầy đã chỉ cho chúng sanh chúng ta là học Phật tu nhân, tu hiền để giữ trong khuôn vàng thước ngọc của các ngài. Thì nếu gia đình nào mà hạnh phúc mà hiểu được có duyên với Phật mà giữ như vậy đó thì rất là hạnh phúc. Đúng như Đức Thầy dạy trong cái quyển năm là quyển khuyến thiện đó, ngài nói nếu tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, rồi tu cầu sao mà Phật quá tánh tình, lưới mê chẳng buộc thì mình mới nhẹ mình chuyên giao. Thì mình thấy đó là thoát qua được 12 cái đại nạn khổ mà Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài viết trong một cái quyển năm rồi, mà cái đoạn tu đó là Đức Thầy chúng ta dạy nó trăm năm trong thần qua mình có bài kệ, là bắt đầu từ cái chỗ mà điên thanh hiên nghiệp diệu kề, nhìn xem thế sự não nề tâm can, từ ta nương chốn Phật đàn dứt tâm trần cấu chẳng màng vinh quê. Nhưng mà thầy thấy mình, thầy mới than, thầy mới khuyên dạy, thầy thấy trần hoàng thiện tính còn mê thì thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Ngài đã quyết chí từ bi của ngài rồi, ngài mới dốc lòng dập ngút mây mù. Ngài là quyết chí hết tấm lòng của ngài rồi, dẹp bao nhiêu cái vô minh, bao nhiêu cái đen tối để cho chúng sanh tu hành, đặng diều bá tánh đường tu chen vào. Lời thầy cạn tỏ âm hao, thầy đã nói cạn này nó tỏ rõ hết rồi. Âm hao là cũng như là tin tức sắp tết, ngài là giải trình hết rồi, cũng như việc thiên cơ cùng tỏ hành thân cho trần hạ tường nơi lao lý rồi, để truyền hậu thế vàng thao lọc lừa. Thì tu cầu á,
thuận gió hòa mưa, an hòa nhân vật mới phước thừa trời ban. Tu cầu mới thoát chốn gian nan, cầu trong chư quốc chư bang giao hòa. Tu cầu yên nước tại nhà, cửu quyền thất tổ diêm loa được thoát hình. Mà tu cầu Phật quá tánh tình, lưới mê chẳng buộc mình mới nhẹ mình tiêu dao. Tu cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả mới xiết bao thanh nhàn. Tu cầu bệnh tật tiêu tan, nhưng mà mình phải từ bi nghĩ xả mình mới được Phật ban pháp lành. Thì tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đắm rửa xe đeo, tuồng mộng quyển lập lè sắc hương. Tu cầu tâm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật thì tai ương chẳng còn. Thì tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Tu cầu thoát khỏi xích xiền, dựa kề chân Phật xa miền trần lao. Tu cầu chống hết binh đao, gặp đời bình trị xiết bao vui dày. Lúc đó là ngày đại hội Long Hoa sắp tới rồi. Thì Đức Thầy mới như dạy thêm, mắt nhìn chư Phật đông dày, hành vàng điện ngọc trò thầy mới đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước duyên nghe lời khuyến thiện thì lòng liền phải phát tâm, rồi tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật pháp mới khỏi lâm tai nạn. Đó là quý vị thấy như vậy, Đức Thầy chúng ta là một vị hòa Phật, cho nên Ngài thương chúng sanh vào thời buổi hảo ơn mạo pháp này, cho nên đất nước Việt Nam chúng ta rất là hạnh phúc. Thì nói chung và nói riêng thì tỉnh An Giang, Châu Đốc và Hòa Hảo hiện nay, thì nếu ai mà có duyên với Đức Quỳnh Giới Chủ là nghe lời của Ngài chỉ dạy thì chắc cú 100% là làm theo đúng lời này chỉ dạy, thì gia đình phải hạnh phúc, và khi lâm chung là sẽ được cõi nguyện mình, cõi nào mình muốn siêu lên thì tu hành dân theo lời Ngài chỉ dạy, trước là phải chủ tâm, sau là học hiểu hết rồi đặt niềm tin, là tự tin đầy đủ trong cái cơ bản mà nhận xét của mình thì sẽ thành công như ý muốn trên đường tu học thôi. Cho nên Ngài tìm đủ cách, Ngài khích lệ tinh thần, Ngài khuyến khích chúng ta, Ngài cho chúng ta bức tranh vô hình. Trong quyển 3 Ngài cũng có nói mà, ngồi buồn dân gặp chiếu manh, ta cho bá tánh bức tranh vô hình. Cũng như Ngài chỉ cho chúng ta biết trần gian này khổ sở, cõi cực lạc thì Ngài đã tìm cực lạc, Ngài rành đường ngõ rồi, vậy hay mau tu tỉnh mới màu. Ngài cũng thố lộ trong quyển 4 nó rất là rõ ràng rồi. Rồi ngoài ra Ngài bày cho chúng ta biết, Ngài cho biết trước cái thành vàng điện ngọc ở vùng năm non bảy núi, khi mà đến gần đại hội Long Hoa mà định lực của tạo hóa trời Phật thì Ngài có cho biết là nó sẽ thành trở thành thành vàng điện ngọc. Đây một sự nhiệm màu, nó ngoài ý tưởng của những người mà kém duyên với Phật thì chắc có lẽ người ta không tin được ha, núi đá nó trùng trùng điệp điệp như vậy mà tại sao mà lại trở thành thành vàng điện ngọc. Cũng như mình nói cái mâm cơm á, của nhà giàu sang, người ta nấu cao lương mỹ vị, người ta đẩy đó, rồi cái lòng bàn người ta úp lại, thì cái người dân đó là bình thường thì cũng không biết cái gì, nhưng khi người ta dở lòng bàn ra thì cao lương mỹ vị thì mới có thể biết được. Cũng như bây giờ đây, nếu ai có duyên với thầy thì nãy là thầy có nói rõ ràng, thầy nói chừng bảy núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ dân ơi, hay thất sơn lộ vẻ đài lầu, chừng đi mới thấy nhiệm màu của ta. Đến chừng tiếng sấm nổ vang thì thất sơn cũng lộ vẻ đền già báo thai. Rồi ngoài ra Ngài cũng còn là chỉ bài cho chúng sanh, cho đồng đạo chúng ta có duyên với Ngài đặt cái niềm tin sâu thêm. Cái quyển 3 thì Ngài cũng có dạy nói như thế này: nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh và lầu đài quốc dương. Ngài rất là đề cập rất nhiều phải không? Còn ngoài ra môn đệ của Ngài như ông Thanh Sĩ cũng có vẽ bài ra, là nó cũng rất rõ ràng thêm qua những cái bài như sau đây quý vị. Trong đâu quyển đâu là Phạm Thánh á, ông Thanh Sĩ cũng có thố lộ như vậy: màn bí mật non đài khi dán, kẻ lành tâm hãy đến mà xem. Ngọc muôn màu kết tụi làm rèm, lầu dạng nóc người xem mỏi mắt. Hương vô tận bay thơm nồng nặc, gót thần tiên nện khắp gần xa. Nơi đâu mà chẳng có muôn hoa, trên hoa có hằng hà Đức Phật. Cảnh báo quý ngay trên mặt đất, đâu xa xôi nhân vật tới chớ ngờ. Nay ráng tu sao được hưởng nhờ, ráng nghe rõ lời cơ nói trước. Có trồng thì có ngày ăn được, làm ân thì được phước khỏi nghi. Ráng nghe theo lời Đức Từ Bi sẽ toại nguyện, chớ nghi lầm lạc. Thì đó là Ngài Thanh Sĩ chuẩn xác cho mình như vậy đó. Còn ngoài ra trong cái quyển Thuyết Pháp Ứng Khẩu đó, Ngài cũng có giải trình như vậy: đời nguyên hạ một lần giải thoát, cảnh thượng nguyên an lạc nhà nhà. Sấm vang điện ngọc lộ ra, hào quang Đức Phật Di Đà sáng trưng. Trên nhạc trỗi chín tầng mây bạc, dưới điện đài lầu cát nguy nga. Phật tiên thần thánh tới hằng hà này.
để định phân chư quốc phục hòa từ đây đến ngày ấy xưng dày tôi Chúa Phúc Khải Hoàng, thầy tớ mới sướng ca Nam Mô hai chữ Di Đà, đâu đâu cũng niệm nhà nhà bình an. Thì đây là một việc cũng không phải là giải trình nói thiên cơ gì quý vị. Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài cũng có nói trong quyển 3 đó, ngài nói Minh Hoàng mà chưa ngự đài mây thì gẫm trong thế sự vẫn còn đầy gian trưng. Còn đây là ông Thanh Sĩ cũng nói trong thuyết pháp ứng khẩu vậy đó, ngài có nói là dù ai có lắm tài ba cũng không đem lại chữ hòa được đâu, chờ cho non cắm quá lầu Phật ra công dụng phép màu mới yên. Từ đây đến lúc định quyền biết bao tan tóc khắp miền Á Đông, sang giàu chi nữa mà mong, thì điểm tô cho lắm cũng như công giả tràng. Rồi ngoài ra ngài cũng đề cập thêm, bấy lâu con nọ xa cha, nay nghe tin nhạn ai mà chẳng trông, chừng nào cá nọ quá long thì cấm sơn lộ vẻ đền rồng mới yên. Quý vị thấy đây là những cái bậc mà tiền bối tu chứng đắc không, giải trình không, thì những cái lời này không bao giờ sai lệch. Tôi thấy thì tôi thì năm nay 66 tuổi, nhưng mà tôi hiểu được biết Đức Huỳnh Giáo Chủ từ năm tôi 14 tuổi. Cho nên từ năm 14 tuổi đến năm 2000 thì mình cũng làm ăn, mình cũng tin tưởng cái duyên mình với ngài thì có. Rồi ngài tin là ngài là một vị Phật, ngài nói gì thì lúc đó cái trí mình cũng còn kém, cái lòng tin mình cũng chưa được mạnh mẽ. Cho nên đến cái năm 2000 đó, mình mới có dịp rồi mình quy y, rồi mình tham khảo lời kinh giảng thánh hiền với lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ thêm, mình mới đặt cái niềm tin là 100%. Đức Huỳnh Giáo Chủ nói gì là phải có hết. Cũng như hồi đó ngài nói là năm 1939, ngài nói cuộc khổ thảm chiều mơ sẽ đến, dân sao còn triếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ kề bên tai. Mà quý vị thấy là thời đó đâu có hệ thống nghe nhìn vô tiếng truyền hình gì đâu. Lúc đó ngài đi thuyết pháp thì hay lắm là được có là cái dàn âm ly với micro để mà lòng có tiếng cho lớn thôi. Nhưng mà hồi đó mình nghe nhiều người lớn tuổi mà đi coi Đức Thầy thuyết pháp rồi truyền lại con cháu tới giờ đó, là cái lời của Đình Vũ Vũ là Phật âm. Vậy như là ngài nói mà không có micro âm ly đó, cái người đứng xa bao xa cũng có thể nghe được hết. Đó là cái chuyện nhiệm màu mà mình nghe người xưa nhắc lại vậy đó, đó quý vị. Nó cho nên bây giờ là mình thấy ngài nói cái gì là cũng phải là có hết đó. Ví dụ như cái quyển 1, ngài nó hạ quân đã nó hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời, gia can năm mẹo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi bá gia khổ não. Vậy thì từ đây cơ trời thế cuộc đổi xây, điên mới theo thầy xuống chốn phàm gian, thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh. Ngài dùng cái từ là các nước là nó ra số rộng rồi. Kẻ thì phụ nghĩa bố kình, người thì trung hiếu chẳng dình dạng hai, nên điên khuyên nhủ bằng nay, để khuyên trong lê thứ ngày dài tĩnh tâm. Ngài cho biết mà trong bóng kiển giống chi hưởng nấy, cơ thâm thì quả diệt thâm, nào trong sách sử có làm ở đâu. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói thì chỉ ngửa đầu cười đeo thôi. Nhưng mà ngài nói rồi sao sẽ thấy hầm beo, khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương. Cho nên bây giờ hôm nay đây thì tôi cũng xin phép với cộng đồng, xin phép và xin lỗi. Nếu có những cái gì nó hơi quá lố thì mong cộng đồng mạng và tất cả quý đồng đạo cũng như tất cả quý khán giả thì quan hỷ và bổ chính để cho nó tốt đời, để đẹp đạo thôi. Thì sức hiểu của mình bao nhiêu thì mình nhắc nhở, đây chỉ duy nhất cũng như là trích yếu pháp lý, cũng như là lựa những cái đoạn pháp nào mà tất yếu của Đức Thầy, Đức Phật và các cái bậc giác ngộ đó, liễu đạo đó, nhắc lại thì mình nhắc lên trên cho tất cả anh em cộng đồng mạng nghe, để mà hữu duyên thì thực hiện tu hiền thì gia đình nó hạnh phúc và ngoài xã hội nó cũng được đó là tốt đời đẹp đạo. Thì cái ý của tôi vậy thôi. Thì xét ra đó, ngoài ra Đức Huỳnh Giáo Chủ á, ngài còn á là báo tin thêm những cái sự mà chúng sanh phải nhận cái nạn khổ đó, cũng như á, về nạn đau ốm bệnh hoạn, rồi nạn chết chóc, về á là con người bạo lực với nhau, vì nạn thú dữ nữa. Ví dụ bây giờ ngài nói là lớp đau chết kẻ thôi vô số, rồi thêm tà ma yêu quái chặt đường,
vốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương mà làm sao cứu như người hung ác. Rồi ngài mới nói thêm, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Cho nên phải khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quan. Cái câu mà biến di thương hải này đó, nó không phải là bình thường quý vị. Bởi vì Đức Phật nói, bởi vì biến di thương hải là cái tan điền biến di thương hải, từ cái chỗ đất liền mà trở thành biển giả, biển giả nó phải trở thành đất liền. Nó đây là một cuộc biến đổi nguyên kỳ, nó là khốc liệt. Cho nên nếu mà hiểu về khoa học thì cũng tham khảo với bao nhiêu vị chức sắc người ta trao đổi, thì tôi đây tôi biết bao nhiêu thì tôi giải trình ra bao nhiêu thôi. Cũng như bây giờ ngài viết trong quyển cái bài Giếng Làng Mới Hơi Đâm, hoàng cầu trái đất chuyển xây mà tại sao lại gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Bây giờ hiện nay quả đất của chúng ta nó cũng vẫn quay như bình thường đó, nhưng mà sao không nghe đó. Nhưng mà ngài báo tin đó, nó gần cái ngày để chuyển qua Thượng Quân Thánh Đức, nó có cái sự mà chuyển xây mà tại gớm ghê chúng phơi thay muôn ngàn. Đó là quý vị thấy đó, nếu theo khoa học thì quả đất chúng ta cái đường kính nó khoảng trên dưới 13.000 km, thì nhân ra cái chu vi nó khoảng 40.000 km, thì chia ra thành 24 múi giờ hay 36 kinh tiếng mà nó chỉ quay á, cái quả địa cầu của chúng ta nó quay đó quý vị, thay vì cái quả đất tròn nó quay không phải như cái tu pin máy mà nó quay trong một phút mà mấy trăm tua mấy ngàn tua, chỉ 24 giờ đồng hồ thì quả đất chúng ta nó quay giáp dầm nó một lần. Thì nếu tính ra đó cho kỹ, nó cũng phải là chúng ta mà bị nó di chuyển đi như thế này nè, với cái tốc độ khoảng 1.600 km/h này. Trên xe chúng ta chạy 100 km/h là không ai dám ngồi, xe mô tô là 100 km/h không ai dám ngồi. Nhưng mà đây là cái sức hút quyền diệu màu nhiệm của trái đất đó quý vị. Cho nên cái trái đất chúng ta tròn, nếu ở Bắc Cực đứng gì thì không sao, mà chúng ta là ngang đường xích đạo nè, đứng ngang đây cũng không ngã, mà ở Nam Cực đứng xuống gì cũng không ngã, do cái sức hút màu nhiệm của trái đất. Bởi vì trái đất chúng ta là rất lớn, nó xoay chuyển trong cái định lực vũ trụ qua một cái dòng thái dương hệ bầu dục, là nó hình nó hơi méo hơi, thì nó đi như thế đó là quý vị biết đó, trong một năm 12 tháng, từ tháng 1 tới tháng 3 thì là quý 1, mà tháng 3 tới tháng 6 quý 2, tháng 6 tháng 9 quý 3, tháng 9 tháng 12 thì nó quý 4, là nó cũng như đây là cái định lực tạo hóa mà phân thành mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Mà đó giờ quý vị thấy đi, suốt từ hồi bao nhiêu ngàn năm tới giờ trái đất chúng ta không di dịch, đi theo cái định lực đó. Cho nên các nhà bác học mà in ấn sách lịch đó, không bao giờ lệch lạc. Tháng thiếu, tháng đủ, năm nhừng thế nào là các nhà bác học tính không xê gì hết. Cũng như nhắc lại hồi năm 1994 nè, quý vị thấy các nhà bác học thiên văn học họ nói là nhật thực, nguyệt thực phải đi qua Phan Thiết vào 9 giờ 14 phút bao nhiêu giây đó. Thì sự thật quả thật năm đó mình chứng kiến dẫn Iran luôn đó quý vị thấy, họ ăn cơm dưới đất mà họ là bàn việc trên trời mà nó vẫn là chính xác. Em thầy đó là con người ta nó có được cái thông minh, cái trí khôn cũng nhờ cái học, hoặc giả cái tiền kiếp của người ta có được cái tâm đạo trí đạo rồi, cho nên chỉ là bây giờ kiếp này là người ta mà thực hiện như vậy. Cho nên cuộc sống người ta nó vinh quang hạnh phúc, mà người xưa có nói mà, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, một nghề tinh xảo thì một phần được vinh hiển. Còn hiện nay chúng ta sống trong cái buổi hạ quân mạt pháp này, mà nhằm cái thời kỳ là đã hạ quân hạ rồi quý vị ơi. Cho nên ai mà có duyên với Đức Huỳnh Giới Chủ, với các bậc thánh hiền khuyên tu, thì ai muốn là thoát khỏi cái lao tù của thế gian này thì phải tu thôi, chứ không có cách nào khác hơn đó. Ngài Thanh Sĩ cũng chuẩn xác rất kỹ rồi, muốn cho phách lạc hồn thanh chỉ còn có cách tu hành mà thôi, chứ không còn cái cách nào nữa. Vào cái thời buổi hạ quân mạt pháp này, vì vậy chúng ta dù vua quan như thế nào đi nữa thì ở trong cái khỏi thế gian này cũng mới chịu theo cái định lực của tạo hóa thôi, chứ không có ai mà đi ra khỏi dòng được hết. Chỉ có như Đức Phật mà hy sinh tu đắc đạo rồi về Tây Phương Cực Lạc, rồi hóa thân của ngài nhiệm mậu các ngài thì giờ no lấp biển được luôn mà. Còn mình thì ở đây thì bây giờ học Phật tu nhân thì noi theo là
gương hạnh của Phật mà xử lý hành xử đạo người, thì từ từ chúng ta cũng được bước lên con đường giải thoát như Đức Huỳnh Giáo Chủ là có phân tách mà hai hạng xuất gia và tại gia đó. Trong cái quyển 6 là ngài cũng có giải trình rất là rõ rồi. Tôi đây thì cũng là nhắc lại nó tổng quát, nó sơ lược chỉ cho quý đồng đạo với quý khán giả mình xem biết vậy thôi. Rồi ngoài ra đó, ngài nói cái nạn thú dữ nè, hổ lang ác thú tới muôn bầy nè. Quý vị thấy hồi nào giờ nè, ở trong cái cảnh đời thường mình có khi nào mà có không? Nhưng mà mình tin là Đức Huỳnh Chủ nói là không sớm là muộn thôi. Bởi vì ngài là một vị Phật mà kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, chứ ngài không có khi nào mà ngài nói bướng hết. Nó cho nên là lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghênh ngang thì đoán đường nó bắt nó xé tan xác họ. Rồi có quyển nhì đó quý vị, ngài còn nhắc hai câu này nghe cũng khá lạnh lắm. Ngài nói sao tà tinh ăn sống nuốt tươi mà bá tánh chẳng lo cải thiện. Bây giờ ví dụ như thú vật thì nó khác, mà sao ngài sử dụng cái từ hai từ tà tinh này là nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Đó, nếu mà căn cứ như tà tinh mà để định nghĩa đó, tôi có nghe cái list của cô lái đò Bến Hạ, là cũng như đầu tiên là cổ đò chiều chuyến cuối, quê cô đó là cô ở dưới huyện Cái Sách tỉnh Sóc Trăng đó, cổ có lên mấy cái list tôi cũng coi qua. Cổ nói cổ có từng chứng kiến cái cảnh mà tang thương ở Indonesia, là cái trận động đất rồi đó, nó sẽ là tù nhân nó thoát ra được. Bình thường thì quản đốc quản giáo trại giam nó giữ, nhưng mà khi động đất rồi thì tù nhân nó thoát ra. Tù nhân nó thoát ra, nó hiếp dâm, nó hiếp dâm phụ nữ, trẻ em, đàn bà. Thành ra là những cái người đó khi bị hiếp dâm chết, cái xác nằm đó, hồn của những con tà con tinh nó mới nhập vô, nó mượn những cái xác chết rồi. Đó là đây là tôi không dám gì, nhưng mà tôi nhắc lời của cô lái đò Bến Hạ là ở dưới huyện Cái Sách tỉnh Sóc Trăng thôi. Cổ định nghĩa nó như vậy đó. Còn ở đây thì tại sao đó, mình nghe Đức Thầy nói đó, bây giờ quỷ ma Thầy cũng có nói, nhưng mà sao mà Ngài sử dụng cái từ sao tà tinh lại ăn sống nuốt tươi mà bá tánh chẳng lo cải thiện đó. Rồi bây giờ Ngài còn dạy thêm ở cái chỗ mà cảnh núi non nhiều thú dị kỳ, nó trọng ai hiền đức nhu mì, nó sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Quý vị thấy bây giờ thì Đức Thầy nói thoáng qua vậy đó, mình không có lo. Nhưng mà khi mà đến rồi, nếu mà mình thiếu công đức đó thì mình khổ lắm, không có ai tiếp mình. Nam Mô Di Đà Phật. Vậy hôm nay khi vào đề tài thì nói về là thời buổi này thì dịch bệnh Covid đã tràn lan, càng ngày có chiều hướng gia tăng, thì là trên tinh thần là đạo pháp thì nghe theo lời Đức Thầy dạy, tóm tắt thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thì giờ phút này tất cả anh em dù đời hay đạo gì, chắc ai cũng phải có tinh thần đạo pháp hết. Bị thấy cái sự nguy cấp dịch bệnh càng ngày như thế đó thì tinh thần đạo pháp gần như ai cũng càng tăng hết. Vậy thì cũng mong trong tất cả cộng đồng đồng đạo anh em chúng ta ai nấy cũng nhiệt tình phát huy càng mạnh mẽ về phổ độ tinh thần đạo pháp càng nhiều càng quý với Nam Mô Di Đà Phật. Vậy thì hôm nay chúng ta cũng rất là hân hạnh, mặc dù là dịch bệnh cho đất nước chúng ta, địa phương chúng ta thì ca nhiễm thì có, nhưng mà vấn đề tử vong thì gần như cũng chưa nghe mạnh mẽ gì. Đó cũng vẫn là hạnh phúc, nhờ đất nước của chúng ta là đất Phật. Đức Thầy cũng thường nói hoài mà, nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, sau sẽ có Phật tiên tại thế. Thì từ chỗ đó là hạnh phúc. Hôm nay đây á, thế giới cũng bị tràn ngập rồi, như điển hình là Ấn Độ. Ở ta thì rất là may mắn hạnh phúc, trước thì nhờ Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 năm 1939 kỷ mão đến nay thì trên dưới 82 hoặc 83 năm rồi quý đồng đạo ơi. Thì hôm nay tinh thần đạo pháp giữa giai đoạn này thì nói về trên hạnh tu chữ nhẫn, thì trước hết Đức Thầy có dạy chúng ta trong cái quyển tư, ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung ác hãy vừa thấp thoáng, thì chữ từ bi ta diệt nó liền, sự oán thù đáp lại chữ hiền.
thì thù oán tiêu tan mất hết, là lời của Đức Thầy dạy như thế đó. Còn ở nơi đây thì nói về Ngài Thanh Sĩ thì cũng hết lòng dạy dỗ chúng ta qua nhiều cái tác phẩm. Đây là cũng trích trong bộ Hiển Đạo từ nước Nhật mà cậu hai viết gửi về. Thì trong cái quyển Lời Vàng Trong Mộng có những câu như sau: Phật rằng lượng khoan hồng nếu có, thì tự nhiên tâm nọ được an. Mối thù oán chẳng buộc ràng, sự thù oán chẳng mang nơi lòng. Các Phật lượng khoan hồng thường chứa, luôn độ tha không mửa ghét thương. Nếu ai lấy đó làm gương, tức là đáng được nối đường Phật gia. Đối cảnh trần cứ tha không buộc, thì nghiệp quan giải được liền khi. Mắt tha mắt huệ tức thì, tai tha tai tỏ lời gì cũng thông. Nếu thân ý tha không hề buộc, thân nhẹ nhàng ý sẽ được tịnh minh. Thứ tha được quả rất lành, vậy nên khuyên thế hãy mở tình thứ tha. Đó là lời của cậu hai nhắc mình trong quyển Lời Vàng Trong Mộng đó tất cả quý vị. Thì mình thấy đây là cũng trích đoạn ra những cái đoạn nào mà Đức Thầy dạy trong cái chữ nhẫn. Thì tôi cũng trích đoạn lời của cậu hai Thanh Sĩ dạy mình chữ nhẫn để anh em mình nhận thức cho nó thực tế hơn. Đặt cái niềm tin đó là phấn khởi để tu hành và để nhẫn nhục cho nó hay hơn nữa. Còn thêm một đề tài thứ hai thì trong cái quyển giảng ở Thi Văn của Đức Thầy, chẳng hạn như có lẽ là bài Thiên Lý Ca đó, Đức Thầy có nói mà mặc tình ai dèm pha tai tiếng. Thì ở trên đời sống mình thấy thường thường có uy tín dễ bị ghen ghét, mà có tài đức thì cũng dễ bị đâm thọc. Đó là lời cậu hai từ bên đất Nhật gửi về đây để khuyến tấn khuyến khích quý đồng đạo mà thời đó. Thì bây giờ ở đây trên đường tu học thì mình không có nghĩ gì hết, chuyện đời thì thế nào đó thế, mặc tình ai dèm pha tai tiếng, mình cứ sửa tâm lành như miếng hoa thơm. Đức Thầy dạy rất nhiễm màu, đến chừng hoa nở nhị đơm thì là trần thế mới hờn bẻ qua. Thì cái đó là không bao giờ đạt được ý nguyện hết, bị cái hạnh nhẫn của người ta đã nhẫn rồi thì ta đã lướt qua bao nhiêu gian khó rồi. Thì những người có cái tánh xấu hay là chế nhạo bằng cách nào thì cuối cùng rồi thì người ta đã nhẫn rồi, thì sự thành công ơn trên độ người ta được thì khi đó là quả người ta đã thành rồi. Thì cũng như người ta kiên nhẫn ta trồng cây thì đơm qua kết trái thì người ta hưởng, chứ người ngoài không hưởng được. Thì trong cái đoạn này cậu hai cũng có trích đoạn cái một đoạn pháp trong cái quyển Tiếng Nói Trong Hoa Sen như vậy nè quý vị: muốn noi gương phẩm Như Lai thì chớ nào núng tiếng nhiếc xài của thế gian. Người chưa hiểu thì càng thương xót, cố dạy cho họ được hiểu rành. Đứa mê giận nó sao đành, không mê ai cũng hiền lành với nhau. Con là một trong bao Phật tử, gương từ bi khá giữ cho mình. Gặp điều thử thách đến mình, con nêu rõ, con nên nêu rõ chân tình cao siêu. Núi cao mấy, rừng nhiều thế mấy, cũng chẳng làm trở ngại khoảng không. Khoảng không ấy dí cho lòng, núi rừng ấy dí trần hồng nọ kia. Ở trong cõi trần mê vẫn tỉnh, thì cũng khác tính ấy con. Quyển thân ti mất mà còn, rách y phục chứ đâu mòn thịt xương. Hãy ráng nhớ rồi dương cung đạo, bắn cho tan giặc bạo trong đời. Ngàn vàng dễ kiếm ai ơi, một câu chánh giáo chứ muôn đời khó nghe. Đó quý vị thấy cậu hai đã chuẩn xác thêm cho chúng ta là một người tu. Nếu cái áp lực bên ngoài mà họ có là thúc giục đâm bị thóc thọc bị gạo hoặc bằng mọi cách nào hết trơn, thì đây là Ngài Thanh Sĩ có chuẩn xác chỉ với chúng ta là một cái đoạn pháp vừa qua nó như một cái khoảng vũ trụ, một cái khoảng đất trống ở trên mặt đất của quả địa cầu. Thì bao nhiêu trái núi mà có mọc lên trong cái vũ trụ, trong cái quả đất hành tinh của chúng ta đang ở đó, thì cũng không có làm chặt chội cái quả địa cầu được. Núi cao mấy, rừng nhiều thế mấy, cũng không làm trở ngại cái khoảng không. Thì đây là Ngài Thanh Sĩ chỉ cho mình đó là cái cách nhẫn. Cái vũ trụ đó là cũng như cái tấm lòng của ta đó, cái tấm lòng từ bé gái mà sâu rộng rồi đó. Thì những cái lời mà thúc đẩy là chế nhạo là bên ngoài vô thì cũng như là núi và rừng mọc lên trong cái
cái không gian, cái vũ trụ trên cái mặt của quả địa cầu hay một hành tinh nào được, không bao giờ chặt cái khoảng không được. Thì nếu cái trường hợp này, nếu ai mà cảm nhận cái đoạn pháp nhiệm màu của câu hai dạy đây thì chắc nó sẽ là sự nhẫn nhục nó càng dễ hơn. Cũng như trong cái bài mà 10 điều khuyến thu của Phật thầy Thế An, cái điều thứ năm đó Đức Phật thầy dạy rất là kỹ. Điều thứ năm: quyết không hờn giận, ghét ganh chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình vô câu, là không có câu mâu đâu quý vị. Muôn việc đến bắt đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chơn truyền chánh pháp đạo vàng, mà nếu tập xong chữ nhẫn là niết bàn không xa đâu quý vị. Đó là trích điều thứ năm ở trong 10 điều khuyến tu. Bởi quý vị thấy chúng ta rất là may mắn được Đức Phật thầy dạy cho cái bài 10 điều khuyến tu. Đức Quỳnh giáo chủ dạy cho chúng ta 8 điều răn cấm. Bát chánh đạo, bát nhẫn, ngoài ra còn ngũ uẩn, thập ác nữa. Rồi thập tam ma thì cộng chung lại là thất tình lục dục nữa. Thì Đức thầy cũng dạy chúng ta là cách loại trừ nó hết rồi. Thì nếu ai có nghe sấm kinh của Đức Quỳnh giáo chủ như từ quyển 2, quyển 4 và quyển 5 đó, thì thập tam ma diệt bằng trí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi, Đức thầy cũng dạy rất rõ trong đó rồi. Thì bởi trong cái tổ chức đạo, anh em ta những cao minh lão thành đi trước đó, ta cũng thường nói rằng thì mặc dù Đức thầy và sấm kinh không có đặt để hai cái điều này, nhưng mà những anh em ta đi trước, ta sáng suốt hơn mình, ta thấy xa hiểu rộng hơn mình. Ta nói nếu bây giờ ai ráng hành trọn 8 điều răn cấm và hành trọn bát chánh đạo Đức thầy dạy, đó là hẳn trọn lành trọn sáng đó quý vị. Nó cho nên bây giờ chúng ta nó quá hạnh phúc được Đức thầy dạy cho đó là giáo pháp trong bao nhiêu năm. Mặc dù bây giờ hôm nay ngài vắng mặt, mà thời gian ngài về thì chắc cũng gần như gần tới rồi. Thì bây giờ trong anh em đồng đạo giai đoạn này là rất mong Đức thầy trở về vậy lắm. Nhưng mà trong đồng đạo chắc cũng có người cố gắng cầu nguyện cho thầy trở về, đặng mà đất nước chúng ta sớm thanh bình, an ninh, dịch bệnh, tất cả những cái gì gọi là tai nạn nhẹ ít nhiều gì đó, thì cho nó là gió lặng sóng êm, đặng chúng ta sống là êm đềm tu niệm, để chờ đến qua Thượng Quân Thánh Đức để mà đồng hưởng đời là thạnh trị đó quý vị. Rồi bây giờ ngoài ra đó, thấy hằng ngày Đức thầy dạy chúng ta là Đức thầy cũng đem bao nhiêu cái điều mà vui ở cõi cực lạc để chỉ cho chúng ta là phấn khởi ham tu hành. Cũng như cái quyển 5 thì ngài cũng có nói hai câu là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Thì bây giờ là cái câu trước là ngài là chỉ là cũng như bây giờ là ở trên Tây Phương cực lạc, cái ao sen thất bảo ở trên Tây Phương đó luôn đua nở rộ bông qua hết rồi, là chờ chúng sanh ở dưới này, là tất cả đồng đạo chúng ta dưới cõi trần gian nè, không kể riêng đất nước Việt Nam mà kể luôn 200 mấy chục nước ở trên cái quả địa cầu hiện nay đó, nếu ai mà tu hành niệm Phật chí tâm thì bao nhiêu cái hoa sen ở trên đó là Tây Phương đua nở, là chờ bao nhiêu người tu hành chứng đắc nó về để ngự. Bởi vì hiện nay mình tu đó là dưới này mà nhất tâm tu, thì ở trên qua ao sen cực lạc là nó có cái hoa sen hiệu tên của mình. Cũng như thí sinh đi học ở trường vậy đó, nếu là từ cấp nào đi vô thì mẫu giáo cũng có điền tên của lớp mẫu giáo. Lớp 1 tới lớp 5 thì cũng có ghi lớp 1 lắm. Rồi từ lớp 6 tới lớp 12 thì vô cái trường học nào là cũng có ghi tên hết. Rồi từ đầu đại học lớp 12 thì vô học đại học thì cũng phải có tên ở đại học. Mà nếu đi hai học tới cao học thì vẫn vô trường cao học nào vẫn có tên của người đó. Cũng như dưới đây bây giờ định lực của tạo hóa của Đức Ngọc Đế hay của Đức Phật Tổ A Di Đà, bất cứ ai dưới này mà tinh tấn tu mà giới nguyện lực là 100% rồi thì ở trên cực lạc cái hoa sen của người đó phải có tên. Điều này là cậu hai thanh sĩ cũng có chuẩn xác rồi. Tiếc thì giờ đến không muốn ngủ, mê tu hành đến bữa quên ăn, chỉ trong một sát làm tăng, đủ siêu tam giới, đủ thân Phật đài. Nếu kẻ nào nhanh tay hơn nữa, trong nhất thời bụi rửa sạch không, thì tức là sen được trổ bông.
mà tên đề rõ rệt Phật Đồng Ngợi Khen đó quý vị. Đó là chứng minh rõ ràng là cái tên cậu hai thanh sĩ giải cho mình vậy đó. Còn nói về quyển Lời Vàng Trong Mộng thì ông thanh sĩ cũng có là lập trình hướng dẫn chúng ta để chúng ta đặt niềm tin sâu nữa, mà chúng ta tinh tấn tu hành càng mạnh nữa. Cũng như Đức Thầy dạy chúng ta là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, hay Tây Phương đua nở qua liên qua, chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa. Đó quý vị thấy không, tất cả là ao sen báo về chờ người tu hiền không. Cũng như Đức Thầy cũng thường dạy chúng ta, ai mà tu đền nở thế cho rồi thì sao cũng sẽ được đứng ngồi tòa sen luôn. Đời sau khi chết là rồi, đạo sau khi chết còn ngồi tòa sen. Đó quý vị, Ngài Thanh Sĩ cũng là giảng luận cho ta theo đó để chúng ta phấn khởi trên cái đường tu, nói về sen ở cực lạc. Còn bây giờ đây thì Ngài Thanh Sĩ cũng chứng xác dẫn chứng cho chúng ta hiểu biết khi ta tu thì ở trên cực lạc cái tên ta nó có như thế nào, rồi dưới này hành động chúng ta làm ra sao, thì cái hoa sen ở cực lạc nó thế nào, thì ông thanh sĩ có dẫn chứng gì chúng ta rõ hết. Tôi sẽ từ từ tôi nhắc ra cho tất cả quý đồng đạo mình nghe. Trong quyển Lời Vàng Trong Mộng thì ông thanh sĩ có nói như thế này, dạy như thế này: khi con lướt trong gai khuyến thiện, hột sen này Phật điểm tên con. Nếu con đạo hạnh vuông tròn, hột sen này sẽ nở rần thêm lần thêm ra. Công đức con ấy là phân nhựa, giúp sen này sẽ trổ nên hoa. Nhược bằng con ngã đường tà, hoa này tức héo như là đốt thiêu. Sen với con rất nhiều quan hệ, sức cảm thông đáo để phi thường. Thật dù ở cõi Tây Phương, ngắm sen tất biết rõ đường con đi. Có một đoạn pháp như vậy đó quý vị, thì nhắc ra cho quý vị thấy để mà đặt niềm tin sâu thêm là người tu mình ở đây nếu tinh tấn thì ở trên cõi cực lạc là tên đề và điểm danh là có hết. Còn bây giờ đây nếu mà nói thêm ra nữa cho đồng đạo mình hiểu nữa, phấn khởi ham tu thêm nữa, thì cũng đoạn pháp đây Ngài Thanh Sĩ cũng vẫn dạy chúng ta như thế này: kể từ đây đến ngày tận thế, nơi liên trì Phật để nhiều hoa, chờ người ở cõi ta bà sang qua đây có dùng mà làm chân. Sự màu nhiệm vô cùng tột bực, toàn là do công đức tương ưng. Trong hoa sen có thức thần an trụ chính tầng liên hoa. Thân sen vàng trong tòa hoa báo, cõi thế gian khó tạo cho ra. Có muôn ánh sáng chói lòa, càng trong càng bắt sanh ra kính vì. Trong ánh sáng ẩn di hương quý, rất thơm tho khác dị hơn phàm. Cõi này sao chẳng thích ham, lại đem lòng mến thế gian mới kỳ. Người cõi sen mỗi khi khởi niệm, tức ưng ngay theo điểm của mình. Việc nào cũng rất màu linh, những điều gọi trái ý mình là không. Muốn nghe nhạc tức trong luồng gió, thổi vào cây liền có nhạc nghe. Thân cây màu sắc trong ve, Phật nào mình muốn tức là hiện ngay. Kệ cho nghe nghe những bài sâu thẳm, thật ngoài điều tưởng tượng của mình. Cõi này do Phật tạo nên, toàn do công đức xây trên tu hành. Những người được thân sanh vào đấy, trong lòng không hề thấy chán chê. Đạo màu càng lúc say mê, như dân nghèo khó lại được kề nhà vua. Quý vị thấy một cái đoạn pháp mà kể mà dẫn chứng cái người mà ở dưới đây mà tu được chứng đắc mà thành thật rồi, thì cái tên ở trển nó có như thế đó, rồi diễn cảnh ở trên đó đó là Ngài Thanh Sĩ cũng là chỉ rất rõ hết trơn rồi đó. Nếu quý đạo mình có duyên thì cứ tin sâu thêm thì là chắc cú là thành công của sự tu mình, chứ không có còn gì gọi là nhờ giật hết. Kẻ thế gian thích ưa châu ngọc, giết hại nhau bóc lột liền tay. Cõi sen châu ngọc làm cây, bạc vàng làm đất lót đầy khắp nơi. Giá tuy quý không người giành giật, cũng chẳng ai thiếu hụt món chi. Lại thêm bất luận những gì, hễ lòng nếu muốn thì là có ngay quý vị. Đó là một cái đoạn pháp trong Lời Vàng Trong Mộng mà Ngài Thanh Sĩ có dạy, thì tôi nhắc lại đây cho quý vị đồng đạo với quý thính khán giả mình nghe, để nếu mà có duyên thì đặt niềm tin sâu thì cố gắng tu, chỉ một kiếp ngắn có mấy mươi năm ngắn ngủi thôi. Nhưng mà chúng ta đã là khi đắc đạo rồi, chúng ta đổi một cái vĩnh hằng, một cái trường cửu. Bởi vì quý vị nghĩ là định nghĩa một cái trường cửu là một cái vĩnh cửu luôn. Cũng như trong cái đoạn quyển 5 quý vị thấy Đức Thầy cũng có dạy chúng ta rất là rõ đó.
Chúng ta nói ôi cả sang hèn mấy ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân có dựa Phật đài cho thông thả hưởng mùi sen báo. Lúc đó thì thần thức nhập hai sen tinh hảo, nên khỏi màng lo nổi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lão. Thể thanh tịnh thường không quyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa. Khổ bệnh đo kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đao gì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ. Đó quý vị thấy không, Đức Thầy chuẩn xác cho chúng ta. Mà bây giờ chúng ta tu theo á là lời Đức Thầy chỉ dạy, thì khi về đó là Đức Thầy cũng dẫn chứng cho chúng ta dần dần vậy đó. Thì khi đã về cực lạc rồi, Đức Thầy nói rõ ràng cho chúng ta thấy là đường sanh mạng Phật ta đồng thọ. Tức là cái tuổi sống của chúng ta với tuổi sống của chư Phật là nó bằng nhau. Chữ thọ là cũng như là thụ hưởng ở mãi mãi vậy đó. Tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ. Quý vị thấy không, Đức Thầy dạy y là thuộc y phục cũng như là sự mặc, rồi thực là thức ăn, đủ thứ ra không không thiếu gì hết. Đức Thầy mới viết dạy dạy vậy đó quý vị. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ, lại không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Tánh yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành không có đắn đo. Lúc đó là dứt ái ăn quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Cảnh hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thuận thiện vui dày. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã. Sẵn vị ngôi rành phân thượng hạ, khỏi khổ câu quán ghét gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết rạc rào, thì lúc đó là chất thô trượt tiêu tan mất cả rồi. Vì cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Mà Đức Thầy dạy chúng ta nè, Đức Thầy sánh cái cõi cực lạc này, chốn ta bà chúng ta sống như tim lụng dầu mòn. Thân tứ đại thì của người thì cũng thế. Rồi Thầy mới khuyên chúng ta mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, để đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đó quý vị thấy Đức Thầy dạy chúng ta không? Trước là trong ngũ quẩn năm hằng sát sanh đạo tặc, tà dâm lưỡng thiệt ỷ ngôn, ác khẩu giọng ngữ, tham lam sân nộ mê si, 10 điều ác mà chúng ta giữ vẹn tròn rồi thì là sẽ về đó. Đức Thầy nói gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây phương chư Phật đợi chờ. Nhưng mà ví dụ như Thầy dạy vậy đó, mà trong đồng đạo có hơi lơ đễnh, thì Đức Thầy mới viết thêm hai câu này nè: việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Phương tịnh độ là môn cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa. Đó, Đức Thầy hết sức với chúng ta là Đức Thầy là lòng từ bi dạy chúng ta thì xông pha ra trong cõi đời là miền Nam đất Việt ra tới miền Bắc luôn. Đức Thầy của chúng ta là vì lòng từ bi là Ngài nó chẳng quản nắng mưa sương gió gì hết, Ngài vẫn xông thiền giác rước đưa sanh chúng. Rồi Ngài chỉ chúng ta trong một nước nhân tài hữu dụng, đó là một người có tài mà biết dùng, biết làm việc thiện, biết làm nhiều cái việc từ bi bác ái, ít nước lợi dân. Thì trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Đó quý vị thấy rõ ràng không? Thông thường anh em mà ta bàn ta...
chúng ta đó. Một mình trong bốn vách rừng, cũng như ở giữa triều thần nghiêm trang đó quý vị, thì tất cả những việc làm gì của chúng ta là Phật tiên thần thánh đều biết hết. Cũng như cậu hai thanh sĩ có thuyết ở trong cái quyển Chú Nghĩa đó quý vị, cậu hai thanh sĩ nói mặc dù Đức Thầy xa vắng vậy đó, ở nhà đồng đạo chúng ta ai làm cái chuyện gì phước tội gì đó là không có nàng người nào mà sót qua cặp mắt của Đức Thầy được hết. Bị ngàn ngày Đức Thầy có nói mà, cặp mắt thánh nhìn xem tứ hải lực, thương hồng trần mượn xác tái sanh. Quý vị thấy đây là chuyện nó rất là rõ ràng. Đó, bây giờ thì quý vị thấy đây là tôi cũng xin phép tôi nhắc thêm, bởi vì mình nói mình dẫn chứng qua thì nó cũng có hơi cách trở, mong quý vị hơi thông cảm. Có sen mới nở phút giây rồi tàn, vọng tâm nơi chốn trần gian, cánh hoa sen ở Phật đàn chuyển lai. Sen và người chẳng phải hai, cũng nên lấy đó khiến sai tâm hồn. Ác tiêu còn thiện lại tồn, trái đường đạo đức thì xác hồn ra tro. Xác tiêu còn có thể lo, mà hồn tiêu biết thở nào cho quần hồn. Quý vị thấy không? Ngài Thanh Sĩ dạy vậy đó. Nhưng mà Ngài Thanh Sĩ dẫn chứng thêm cái sự tu này để cho chúng ta nhận xét thấy, rồi chúng ta càng tinh tấn, chúng ta càng giữ dạng trong khuôn vàng thước ngọc. Kẻ trong thế giới càng khôn, biết lo xác cũng như hồn ít ai đó. Cứ lo những chuyện dông dài nè, tử sanh việc lớn mà ít ai lo lường. Bệnh đang hấp hối bên giường, thuốc không lo đến lo đường lợi danh. Biết không sống được trường sanh, mà không chịu bỏ tánh tình tham lam. Kể sao cho hết tánh phàm, nết dù đánh chết tánh phàm khó quên. Bởi tham muôn họa gây nên, tánh tham chưa dứt chưa yên sự đời. Đông tây lỡ đất long trời, do lòng tham của loài người tạo ra. Nhiều người người ở ngoài da, bên trong là giống yêu ma thú hùm. Xô nhau vào chốn chết chùm, ít ai cởi mở gông cùm của ai cho ai. Thấy người mắc nạn vỗ tay, chẳng ra tay cứu những ai khốn nạn. Thừa cơ nguy lập giàu sang, ít ai ra gỡ rối loạn giúp dân. Có tài chỉ biết lo thân, không lo giải cứu xa gần lúc nguy. Học hay mà ở vô nghì, đâu bằng thất học mà tri đạo màu. Đó, xin phép với quý vị hai câu này, quý vị thấy Ngài Thanh Sĩ viết cũng khá khéo không? Ngài nói học hay mà ở vô nghì, là cái người mà có học đó, hay học đó, mà ở vô nghì. Chữ vô là không, chữ nghì là nghĩa, lễ. Tức là đi học mà không có lễ có nghĩa, thì đâu bằng thất học mà tri đạo màu. Không bằng cái người mà ta không học mà ta biết đạo màu đó quý vị. Bởi vì cho nên ông Thanh Sĩ viết hai câu này, quý vị nếu mà nghe kỹ qua, nó cũng thấm thía rồi đó, là tinh tấn tu hành mạnh đó. Học hay mà ở vô nghì, đâu bằng thất học mà tri đạo màu. Lòng người dị kỹ quá sâu, bao nhiêu kiến thức đều chầu tánh tham. To quyền lớn chức rộng hàm, dị thân càng lớn lòng tham càng nhiều. Năm châu đều nhuộm máu đều, lý do phần lớn tại chiều lòng tham. Bây giờ nói qua sen mà quý vị tránh thấy qua được rồi, đây là Ngài Thanh Sĩ giải trình tới một cái lòng tham, mà dứt cái lòng tham thì đắc đạo. Một cái mẫu chuyện sắp tới xin phép cũng kể cho quý vị nghe để quý vị nắm chắc. To quyền lớn chức rộng hàm, dị thân càng lớn lòng tham càng nhiều. Năm châu đều nhuộm máu đều, lý do phần lớn tại chiều lòng tham. Đó, bây giờ đây là kể một chuyện nhân quả, mà ác tham, mà bỏ ác tham là đắc đạo. Quý vị sẽ lắng tai nghe tới đây cái bài này coi nó như thế nào. Nhắc hoài e chúng sanh nhàm, tánh tham trừ được thì đủ làm siêu thăng. Con ơi còn nhớ hay chăng, xưa kia có một trong ngàn kiếp qua, con làm một đại phú gia, giàu sang hơn cả gần xa trong vùng. Đông ra chỉ có một thùng, lấy vào một dạ mà lòng chưa ưng. Cho dai thì bắt thế chân, vốn lời trả thiếu tịch khuân gia tài. Ruộng đồng thẳng cánh cò bay, không hề chia sớt cho ai một tiền. Tuy là bạc học lúa thiên, vẫn khe khắc giới tá điền từ tô. Lúa tiền lo góp thu vô, còn nhân với nghĩa thì quá khô khan lòng. Gần xa những kẻ bần nông, lấy làm quán ghét phú ông vô cùng. Nhưng ông chẳng có ngại ngùng, mặc cho ai nói còn ông cứ làm. Kể sao hết việc ông tham,
ông tham tột bực trong làng của ông. Vợ con còn phải bực lòng, bảo rằng ông chết sẽ không siêu hồn. Thế rồi chỉ có một hôm, ông đang sửa kiển mấy bồn trước sân, bỗng đâu gió thổi qua thân, phú ông say sẩm ngã lăn trước nhà. Người nhà liền chạy tuôn ra, thấy ông bất tỉnh như là chết đi, mới khiêng ông vào gọi lương y. 7 ngày sau đó mạnh đi như thường. Một hôm từ chốn tha phương, có nhà đạo sĩ lỡ đường ghé qua. Tối trời đường hải còn xa, xin ông cho nghỉ để sáng ra khởi hành. Thấy nhà đạo sĩ hiền lành, phú ông liền nhận lời xin ngủ nhờ. Giống duyên vốn hợp thời cơ, ngay trong đêm đó chuyện trò lại qua. Nhà sư liền hỏi phú gia, bệnh ông đã phát tuần qua nặng nề, thẳng như trong lúc nằm mê, chết luôn nay sát dưới mồ phải không? Bao nhiêu của cải tiền nông, không mang theo được một đồng trong tay, làm ra chẳng dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặc ai tiêu dùng. Lòng tham lúc sống vô cùng, chết rồi tham ấy còn dùng vào đâu? Chính mình mang tiếng hiểm sâu, của tiền bỏ lại nó đâu theo mình. Xác thân nhất định thúi sình, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phút chung quy, bạc tiền là thứ vô nghì phải chăng? Vì tiền làm mất thiện căn, vì thân mà khiến trầm lưng muôn đời. Giữ thân trái đạo thân rời, làm tiền phi pháp tiền rơi không còn. Mỗi ngày tuổi sống mỏi mòn, nhưng lòng tham ấy ngày còn thêm tăng. Càng tham càng nặng tội căn, lần này khổ gấp 100.000 lần qua. Chi bằng suy niệm sâu xa, tánh tham hiện kiếp phải là ngu không? Chi bằng mượn lớp bụi hồng, lấp đường sanh tử dung trồng thiện căn. Lấy sanh tử đổi niết bàn, đem thân bùng tạo thân vàng dài lâu. Phú ông nghe nói gật đầu, khen rằng lời ấy ngọc châu khó bì. Nhận mình đã quá mê si, già rồi mà chẳng hiểu gì sự tu. Mãn lo tiền bạc góp thu, không lo thần chết đến ru lúc nào. Chớ chi được thức tỉnh mau, tánh tham đâu đến đội nổi cao ngất đầu. Diêm Vương sắp bắt đi chầu, hôm nay mới được lời mầu đến tai. Phú ông ngước mặt thở dài, trong lòng hối hận những ngày đã qua. Rồi nhà sư liền nhắc thêm ra, xin ông đừng ngại tuổi già hết tu, thật tâm hướng thiện quầy đầu, chỉ trong nhất khắc được chầu Như Lai. Dí dầu sắp chết ngày mai, bữa nay hối độ ngộ liên đài cũng lên. Tội do tâm ấy tạo nên, thì là phước cũng tâm đền được ngay. Tâm mê lạc cảnh trần ai, nếu như tâm giác Phật đài được qua. Giác mê bất luận trẻ già, miễn là giác được hay là còn mê. Giác tu nhất kiếp Phật về, mê tu muôn thở vẫn là phàm phu. Cho nên đồng một trường tu, kẻ thì phát huệ, người ngu suốt đời. Nhà sư vừa nói dứt lời, phú ông vừa cũng đồng thời phát tâm, bắt đầu mộ đạo huyền thâm, lợi danh gác bỏ chuyên tâm tu hành. Bao nhiêu tiền của để dành, đem ra bố thí nhân sanh xa gần. Vừa làm nuôi sống xác thân, vừa đi khuyên nhủ nhân dân tu hiền. Thôn quê cho đến thị thiền, nhờ ông mà được phát duyên rất nhiều. Liền vào ở một buổi chiều, hào quang sáng rực trên liều phú ông. Người gần thấy lạ đến trong, thì ra thấy xác phú ông đang ngồi. Nhưng ông đã nhập tịch rồi, chắp tay vào ngực, thân ngồi nghiêm trang. Trên đầu phóng một hào quang sáng rực trên ngàn dặm cao. Người gần xa xúm lại nhau, chắp tay vào ngực thì thào giái giang. Trẻ già đồng một lời rằng, phú ông đã nhập niết bàn không sai. Lời này thấu đến gái trai, vừa là cảm phục vừa quay đường lành. Phú ông nhờ có tâm thành, cho nên nhất khắc tu hành được siêu. Phật rằng con xét bấy nhiêu, tánh tham trừ được đủ siêu Phật đài. Tánh tham kia của trần ai khác hơn tham dược ra ngoài thế gian. Đó quý vị thấy đây là ông Thanh Sĩ nhắc cho chúng ta một đoạn pháp. Từ lúc chúng ta tu hành mà trên cõi sen chúng ta có, rồi dẫn chứng qua một cái sự khổ não trần ai mà chúng ta không tinh tấn tu hành mà say mê theo cái cảnh đời, đó là ngắn ngủi danh lợi tạm. Cho nên một đoạn pháp qua là dẫn chứng là nó
từ đầu đến cuối nó rất rành, là kính mong quý vị là nhận thức để mà tương lai là mình là tu để cho nó thành công mỹ mãn.